Android Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Giám khảo Kiều Anh sẽ có một cái thử thách gì dành cho hai thợ bánh của chúng ta ạ? Ở vòng 2, Quân yêu cầu các bạn làm một cái bánh hiện đại nhưng có sử dụng dừa bên trong chiếc bánh và phải theo đúng yêu cầu của Hương Lý đưa ra. Hai thợ bánh của chúng ta đã hiểu đề bài lần này chưa ạ? Chị Ái Quân có vẻ như muốn hỏi nè. Không, em muốn hỏi luôn. Chị Ái Quân có thể hỏi. Được rồi, mời chị Ái Quân. Tranh thủ hỏi. Chị mới nghe cái vị của em thôi thì không biết là em có thích bánh như thế nào không ta? Ví dụ như cách trang trí hay là về cái phần cốt bánh rồi này. Nếu mà về trang trí thì em cực kỳ thích những cái loại bánh mà nó có thêm một chút trái cây. Và em thì không thích sô-cô-la đen. Em không thích mứt. Wow. Nếu như mà em không ăn được mứt, vậy lý do tại sao? Em không ăn được mứt thơm thôi. Chứ mứt tất cả thì em ơi, nó khác nhau lắm em. Cái câu em mới vừa rồi là em không ăn được mứt là em ăn là gần như hết nguyên cái hũ mứt ở đây, dẹp hết luôn á em. Hai thợ bánh của chúng ta sẽ có 120 phút để hoàn thiện chiếc bánh phù hợp với yêu cầu của đề bài. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 120 phút bắt đầu. Mình chỉ mới có ý tưởng làm một chiếc bánh mà tại vì nghe bạn chia sẻ câu chuyện á, chắc là bạn là một người có một cái trái tim nhân hậu và bạn đã có một thời gian bạn xung đột với lại gia đình, cho nên là mình muốn làm chiếc bánh mang thông điệp yêu thương trong đó. Cái phần nhân này và cái phần vị bánh, đầu tiên bạn ăn vô bạn sẽ nghe vị chua từ tắc và mãng cầu, vị ngọt dịu nhẹ, cuối cùng là vị nồng ấm của tiêu xanh. Những cái tầng hương vị đó như là trải qua những cái cung bậc cảm xúc thì nó mới xây ra được một cái tình cảm chân thành và bền chặt. Bên ngoài á thì mình phủ bánh bằng sô-cô-la tắc. Đây mình không có sử dụng sô-cô-la đắng, mình sử dụng sô-cô-la trắng để tạo vị ngọt dịu cho bánh. Phần bánh thì mình có sử dụng nước cốt dừa của Việt Coco và vụn dừa làm cho cái bánh nó có cái hương vị béo ngậy. Và khi bạn ăn bánh thì bạn sẽ cảm nhận được sợi dừa non, sợi dừa tươi. Mình trộn lẫn ở trong bột bánh nó sẽ nghe hơi sực sực sực. Mình sử dụng nước cốt dừa và nát dừa. Mình muốn vị bánh có phần giòn để khi thực khách ăn vào thì đỡ bị ngấy. Kem bơ khá tốn nhiều thời gian, tốn khoảng tầm nửa tiếng. Dừa cũng là một trong những nguyên liệu khá phổ biến trong tất cả các loại bánh đúng không chị? Khi nãy em có nghe mọi người chia sẻ là một cái xu hướng ăn bánh là ít ngọt được các bạn trẻ rất là yêu thích. Anh không biết nó có phải là một xu hướng xã hội hay không, nhưng mà riêng với cá nhân của bạn á thì bánh nó ngọt nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Thời điểm gần đây mọi người hay nói là sao Gen Z là các bạn có những cái hành xử, hành vi một nó hơi khác chuẩn mực một tí xíu. Thực ra thì mình phải nhìn nhận vào các bạn một cấp độ mới hơn, các bạn đang sống hiện đại hơn. Và có thể cái xu thế của các bạn á không phù hợp với mình, nhưng mà không phải là không phù hợp với chuẩn mực sống của xã hội. Mình vẫn cố gắng tiếp cận các bạn đó với một cái góc nhìn, một cái thái độ tích cực, thì tự nhiên các bạn sẽ cởi mở hơn với mình và các bạn sẽ ứng xử với mình theo một cái cách rất là tôn trọng nhưng lại rất là hòa đồng.
Và khi mà nghe anh Vàng chia sẻ thì em cũng hiểu được là cái việc mà khẳng định bản sắc và đặc biệt là cái bản sắc cá nhân của mình nó phải là một cái hành trình rất là bền bỉ và rất là dài để mà có thể vừa giúp cho người khác hiểu mình cũng vừa giúp cho mình hiểu thêm người khác, đúng không anh? Một hành trình khá dài á em. Kéo dài từ thế hệ ông bà mình, thế hệ cha mẹ mình, tới thế hệ của mình, sau này là thế hệ con cái, rồi Gen Z luôn á. Gì vậy chị? Chị tự nhiên quanh có một ID mới. Hai thợ bánh của chúng ta ơi, giám khảo Kiều Oanh mới có một ý tưởng và muốn chia sẻ điều này với các bạn. Hãy lắng nghe ý tưởng này của ban giám khảo. Xin mời. Trong phần bánh của các bạn phải có phần tạo cái sự kéo sợi hay kéo dài khi cắt ra. Làm sao vậy? Wow. Trời. Trời. Mệt nghe không? Các bạn trẻ luôn luôn có một sự sáng tạo riêng và cá tính riêng, nên khi mà cho dù thử thách mình đưa ra thế nào các bạn cũng sẽ giải quyết được. Với ý tưởng mới lần này, hy vọng rằng các thợ bánh của chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để có thể hoàn thành đơn đặt hàng cũng như là yêu cầu từ ban giám khảo Kiều Anh đưa ra. Khi nghe thử thách từ ban giám khảo thì em bị sang chấn tâm lý. Sốc quá, quá sốc rồi. Đoạn tạo hình luôn luôn là khó nhất và nó cần nhiều thời gian nhất. Chị nghĩ là dù nó công đoạn nào thì chị cũng có thể bắt nhịp lại kịp hết, cho nên chị cũng không có lo lắng đó. Như chị Nguyên chia sẻ thì vào bất kỳ thời điểm nào thì chị Nguyên cũng có thể xử lý tình huống được, nên là mình sẽ sử dụng vào khoảng tầm 15 phút nữa. Sử dụng đặc quyền dừng lại 5 phút ạ. Là mình còn 63 phút nữa là hết giờ. Em chơi cái môn mình này, tại vì mình nghĩ là mình không bị trễ giờ. Mình còn khoảng chắc chừng 40 phút nữa. Cũng có một chút gọi là lo lắng. Mình nghĩ chắc là cái vị bánh của bạn và cái phần trang trí của bạn sẽ rất là bùng nổ. Bởi vì mình quay qua là mình thấy bạn cứ lui cui làm. Còn mình thì bị 5 phút ở đây, mình cũng ngồi, mình cũng chẳng nghĩ được gì. Mình cũng rất là sợ là mình sẽ không có hoàn thành kịp. Chọn dừng thời gian sớm hơn chắc chị không làm kịp. Em hiền quá. Em nghe chị nói mà em áp lực ngang không. Đáng lẽ Quân phải chọn 5 phút ở cái thời điểm mà mình đang chà bánh thì chắc có lẽ cái bánh của mình nó sẽ không thành được một cái kết cấu tốt đâu. Mặc dù Ái Quân đã tước đi của mình 5 phút nhưng mà mình thấy Ái Quân kiểu cũng rất là còn nhân từ với mình. Bánh lưu ý, chúng ta chỉ còn vài giây cuối cùng để hoàn thiện chiếc siêu bánh của mình. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ! Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm từ bà giám khảo. Nghe
Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với bất ngờ đầu tiên của thợ bánh Phương Nguyên. Wow. Wow. Tại sao trái tim này nó lại có màu xanh? Là tượng trưng cho tình yêu, sự chân thành. Màu xanh á, là tượng trưng cho bùn đất. Và trái tim này á, giống như là nó đang vươn lên từ ở dưới bùn nước lên. Mỗi bông hoa thì tượng trưng cho một cái nghị lực mà bạn cũng như mình đã gặt hái được. Cái chú cá này tượng trưng cho một cái cô gái. Màu hồng pha lẫn màu trắng thì nó gọi là có một cái gì đó nó uyển chuyển, nó nhẹ nhàng, nó nữ tính. Đây là cái order của bạn. Và đây cũng là mình cảm giác như là mình đang làm cho chính mình. Khi mà mình nghe câu chuyện của bạn thì sao giống bạn đang nói mình quá. Bởi vì thật sự thì mình cũng có một khoảng thời gian mình cũng không có gần gũi được ba mẹ. Xin lỗi. Khi mà mình quyết định mình theo con đường làm bánh thì ba mẹ mình có đồng ý không? Không. Ai cũng cản. Bởi vì ngày trước á, mình cũng ham chơi lắm. Mình cũng không có làm được cái gì mà gọi là ra hồn hết. Cho nên khi mà mình đã tìm được một công việc ổn định rồi thì người thân, gia đình và bạn bè họ cũng rất là yên tâm. Tự nhiên đột ngột lại mình lại nói là thôi mình thích bánh quá, mình yêu bánh quá, mình muốn chuyển hướng sang một cái công việc mới, một theo cái đam mê của mình. Mọi người cản, mọi người nói là chắc là không có làm được cái tích sự gì đâu. Nhưng mà mình không nản chí, mình vẫn mỗi ngày mình làm từ những cái bánh rẻ nhất, đơn giản nhất. Đến khi mà mình làm được cái bánh như thế này trong vòng 2 tiếng thì đây cũng là mình đang làm cho chính mình. Cảm ơn những chia sẻ về ý tưởng của thợ bánh Phương Nguyên. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với bất ngờ thứ hai từ thợ bánh Ái Quân. Xin mời. Chuẩn bị nha. Sẵn sàng rồi à? Em áp lực ngang quá. Em ơi, hết hồn em ơi. Em cũng giật mình. Anh yếu tim. Tim em cũng hồng nãy giờ. Mượn đỡ trái tim bên lề đi, gắn vô. Rồi, xin mời thợ bánh Ái Quân sẽ chia sẻ về ý tưởng của mình. Em có được biết là bạn thích hoa daisy. Thì hoa daisy sẽ sống thành cụm, tuy nhỏ bé nhưng mà nó có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Thì cũng giống như mọi người ở đây thì ai trong giai đoạn trưởng thành thì cũng phải vượt qua được những cái vấp ngã của mình. Em làm một chiếc bánh hình chậu hoa như thế này cũng như là một lời tri ân dành cho những người đã thực sự nỗ lực để vươn lên. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm của thợ bánh đầu tiên, Phương Nguyên. Dạ, cái này là em làm giống như là một cụm cỏ lao á. Tại vì ban giám khảo có đưa ra thêm một cái yêu cầu là làm kéo sợi. Thì em có sử dụng hạt dẻ cười, em rang giòn xong rồi em đập dập. Em cho một ít bột quế vào trộn với lại cái phần bột xù á, để em chiên cái phô mai mozzarella để nó kéo sợi. Hồi hộp quá, tại vì cái phô mai này á, nó kéo sợi khi mà nó nóng. Em sợ hồi nãy giờ nó lạnh rồi, nó mạnh không mẽ đến được. Trái tim cầm... mạnh mẽ. Em cầm được, em có bao tay mà. Chắc có vẻ là nhiệt độ đã làm ảnh hưởng đến cái độ kéo sợi của phô mai đúng không ạ? Dạ. Ồ, tiếc quá. Trời ơi, em thích con cá quá chị ạ. Chị tự làm. Wow, chị khéo tay hơn em nghĩ luôn. Em ơi, cái này không có nào mà ngoài tiệm mua vô đem vô đây chân. Em thi mà em 2 tiếng đồng hồ để làm hết như đây với em. 2 tiếng ừ. Em và với chiếc bánh lần này thì không biết là hương vị này Hương Lý có muốn đặt câu hỏi gì cho thợ bánh Phương Nguyên không ạ? Tại sao chị lại chọn cái bánh ở bên ngoài là nó cứng ta? Cái cục bánh cứng này á, nó sẽ phù hợp với lại thường thường là bơ và ganache chocola thì nó đi kèm với cái bánh đó thì nó sẽ an toàn trong tạo hình hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm của thợ bánh thứ hai, Ái Quân. Xin mời. Nhìn gần thấy đẹp hơn nha.
vọng là nó vẫn chảy ở trong. Wow, nó có hiệu ứng ở bên trong hả chị? Wow. Chảy bên trong. Đẹp nha. Cái màu xanh trên bánh thì em thấy gì? Màu xanh trên bánh bông lan là em sử dụng lá dứa. Bột lá dứa hay là lá dứa? Cái này là em sử dụng lá dứa thiệt. À, lá dứa tươi đúng không? Lá rút kinh nghiệm vòng 1 rồi chị. À, rút kinh nghiệm lần thứ 1. Có kéo sợi nha mọi người. Kéo sợi ở đâu vậy ta? Không, có kéo nhưng mà kéo nhẹ à. Kéo một đoạn, kéo một đoạn đó em. Il manque, pour moi il manque du croustillant à l'intérieur et j'aurais mis plus de noix de coco dans le gâteau pour que pas que l'ail. Cảm ơn những chia sẻ, những lời nhận xét từ ban giám khảo. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hỏi ý từ ban giám khảo. Sau khi mà em được nếm hai chiếc bánh này thì không biết là em thích cái hương vị nào hơn và cái hương vị nào mà nó gần giống với lại cái đơn đặt hàng của em nhất. Ban đầu khi mà cái bánh vừa mở xuống thì em lại rất là ấn tượng với chiếc bánh trái tim. Vì em có rất là nhiều câu hỏi phải đặt ra là tại sao nó màu xanh lá nè, rồi tại sao có con cá, rất là nhiều câu hỏi. Và khi em nghe chị thuyết trình, em bị thuyết phục á. Em cảm thấy đó là từ trái tim và khi mà em thưởng thức thì em cũng khá là tò mò là em không biết là ở bên trong nó có cái gì. Trái mà cái bánh nó ít ngọt một tí nữa thì em đã rất là thích cái bánh này 100%. Nhưng về câu chuyện và nhìn vẻ bề ngoài của nó thì em vẫn rất là thích. Cái vị tiêu bạn đặt vào trong cái bánh, nó là một trong những cái tính sáng tạo bạn đánh giá rất cao. Thì cái bánh là phải cân bằng là phải 3 cái gia vị. Nếu hơn 3 cái gia vị là sẽ mất cái gia vị của cái bánh. Thì cái bánh rất là phải cẩn thận, phải có đồ giòn, đồ chua, xong là đồ ngọt chút xíu, sô-cô-la hay là cái trái cây, muối trái cây. Phương Nguyên, nhìn tổng thể bánh của bạn, sáng tạo có, tất cả đều đẹp, đều hoàn hảo. Nhưng cái phần mà cái nhân bên trong của bạn, bạn cho quá nhiều thứ. Cái vị này nó bị đánh cái vị kia. Và thêm một cái phần mãn cầu của bạn, nếu bạn xử lý tốt hơn, bạn có thể xay ra. Bạn để nguyên một cái phần như vậy, khi mà ăn như vậy cảm giác là cái đó nó rất là chua. Nhưng mà những cái phần sô-cô-la riêng nó bị tách rời ra, nó không có sự kết dính với nhau, kêu ăn chung thì nó sẽ bị dai dai. Thì có lẽ là mình đã cố tham quá, mà mình nhồi nhét vô quá nhiều trong một chiếc bánh. Đó là một cái lỗi mà mình cần phải điều chỉnh lại, tiết chế lại. Còn về bánh của chị Quân thì ban đầu em nhìn thì em thấy đây là một cái bánh khá là an toàn. Nếu mà đi ra ngoài tiệm bánh sẽ dễ dàng nhìn thấy những cái bánh đó như vậy, và bụng dừa rồi hoa cúc daisy. Nhưng mà khi mà chị đem cái bánh lại gần cái bàn á, em lại thấy chị làm cái hoa daisy rất là tỉ mỉ. Và khi mà chị cắt cái bánh ra thì em rất là hào hứng, tại vì em nghe được cái mùi thơm, cái mùi lá dứa, mùi nước dừa. Ở trong một cuộc thi, an toàn là đúng, an toàn là hợp lý, nhưng mà mình cần phải biết bứt phá trong những cái giai đoạn cần thiết. Và đây là một trong những giai đoạn đang cần sự bứt phá. Thì ngày hôm nay Ái Quân có vẻ là khá an toàn với một chiếc bánh không mang nhiều tính đột phá đối với riêng vàng. Hương vị ổn, trình bày ok, mọi thứ đều rất chỉnh chu, nhưng nó không đem đến cho vàng một cái điểm hút. Cái camembert á, nhiều cũng là ngọt, nếu là ăn một miếng như vậy là sẽ ăn không nổi luôn. Cái này thế là làm nhỏ hơn chút, dùng cái gì để làm cái bột ngọt thì thấy raspberry. Sử dụng raspberry là cũng là sẽ ngọt, nhưng mà nếu sử dụng chanh giấy là sẽ hợp với dưa, hay là tắc, chứ tắc là sẽ bớt ngọt. Chúng tôi đang đi tìm kiếm một siêu bánh đánh thức mọi vị giác, tạo có sự bất ngờ hơn, và bạn đang chọn một loại là khá an toàn. Cảm ơn những chia sẻ từ ban giám khảo. Và ngày hôm nay người chiến thắng thì chỉ có một. Nhưng mà Châu tin rằng là dù dừng lại hay bước tiếp thì hành trình của hai thợ bánh của chúng ta sẽ không dừng lại ở đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những con đường riêng, tiếp tục mang tình yêu bánh của mình đến gần hơn với khán giả. Không để hai thợ bánh chờ lâu hơn nữa, Ngọc Châu xin phép mời giám khảo Kiều Anh sẽ công bố kết quả của ngày hôm nay. Ở vòng tứ kết, thí sinh vào trong vòng trong sẽ được giữ lại cái nón đó. Thí sinh về sẽ trả lại chiếc nón đó cho ban tổ chức. Giọt nước mắt đã rơi. Sao kệ, không sao, cố lên. Giống như nãy Ngọc Châu đã nói, ai đi tiếp, ai dừng lại, không có nghĩa là người này dở hơn người kia. Chỉ là có điều là chúng ta chung may mắn để đi vào tiếp tục vòng trong. Nhưng
trong cái hành trình làm bánh của các bạn đã chứng tỏ được cái khả năng của mình rất là tốt. Và hy vọng là trong tương lai sẽ luôn gặp các bạn. Chị ơi, lẹ lặng chị. Chị ơi, bên này cũng... Và người chiến thắng là... Phương Nguyên. Phương Nguyên. Chúc mừng chị. Xin chúc mừng thợ bánh Phương Nguyên. Có nghĩa là chị sẽ là người tiếp tục đồng hành cùng với siêu bánh và sẽ là thợ bánh tiếp theo ghi tên mình vào trận bán kết sắp tới. Ngọc Châu cũng xin cảm ơn hành trình của thợ bánh Ái Quân đã có những cái màn thể hiện xuất sắc cũng như là mang đến những chiếc bánh thật là đẹp dành cho siêu bánh. Mình cũng đã chuẩn bị tinh thần rất là nhiều rồi nhưng mà không biết là kiểu nước mắt nó cứ rơi. Những thứ mà mình có, mình đã vận dụng hết rồi. Thì dù kết quả có như thế nào thì mình cũng rất là vui khi khi được tham gia chương trình, khi được tiếp xúc với mọi người, được học hỏi thêm nhiều cái hay. Thì mình nghĩ đó là những gì mà mình cần rồi. Xin cảm ơn ban giám khảo đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn Android Professional, nhà tài trợ chính đã đồng hành cùng với chúng tôi. Ngọc Châu cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã theo dõi Siêu Bánh và hy vọng rằng ngày hôm nay Siêu Bánh đã mang đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị và tuyệt vời. Đừng quên đón xem Siêu Bánh sẽ được phát sóng vào lúc 20:20 trên kênh HTV7 vào tối thứ tư hàng tuần. Và anh Vàng hình như là có một cái phần quà nho nhỏ để dành tặng cho Hương Lý đúng không anh? À, anh xin phép được gửi tặng Hương Lý trái tim này của anh. Không dám nhận đâu. Gửi tặng em. Wow. Chúc em sẽ có thật nhiều những năng lượng tích cực để truyền tải năng lượng này cho tất cả mọi người ha. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Antique Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh.